tuổi à? Dạ con giới thiệu là con nghe nhà mẹ ở nhà chiều mẹ dạy dạy con giới thiệu sao con cũng quên mất tiêu rồi mà con nhớ là con là Nguyễn Tấn. Dạ con 7 tuổi rồi con nhớ cũng lúc trước cũng hơi lâu lắm rồi á, cỡ chừng hai mấy năm rồi á, con có diễn này rồi á mà con kêu cái chị đẹp kia chỉ trang điểm cho con mà chị không chịu trang điểm. Cái con lên trên đây cái con diễn xong cái người ta nói trời ơi hả, nhìn em là xấu nhất cương trong nhà luôn á. Trời ơi bây giờ hồi chiều con chuẩn bị cái chị đẹp kia trang điểm cho con, bây giờ vừa chưa lớn lên làm cái người kia kia không sao đẹp trai quá trời luôn em. Dạ cho nên là con xin kính chào quý khách ạ. Con tí hát cũng hơi ngọng ngọng nên bà con để ý nghe giùm con ngâm ngâm điển đây. Cái hộp kia đổ thật hồi nãy cô phơi, giờ cái này thì con mắc cười đúng không ba? Ba ơi đúng không? Con mắc cười đừng lâu quá rồi đấy. Tên Tấn Cường, bóng đội. Dạ, gia đình của con á, thì tụi con cũng đã sống rất là nhiều năm rồi. Nhưng mà mẹ lúc nào cũng xem tụi con là những em bé. Vì vậy hôm nay sinh nhật của mẹ, con cũng diễn lại ngày xưa con còn nhỏ. Yeah.
Phần tiếp tục. Dạ, ăn luôn á, giờ chuyên phục.